chương trình kinh dị của Hồng Kông năm 2001 có tên là Quỷ Đàm. Chương trình này đã được phát sóng trên đài truyền hình hơn 10 năm. Đoàn làm phim của chương trình đã đi khắp thế giới, đến những nơi xảy ra các sự kiện khó tin và những câu chuyện kỳ bí. Trong những năm qua, chương trình đã giấu kín một số vụ án cá biệt. Do vấn đề về mức độ nhạy cảm, đoàn làm phim đã trì hoãn việc điều tra. Lần này, đạo diễn Trần Đại Niên đã dẫn dắt đội ngũ cũ và quay một chương trình dưới hình thức phim tài liệu. Họ đã đến Đông Nam Á để khám phá những vụ án chưa có lời giải. Nhắc nhở trước, chúng ta đến đây là để xem phim kinh dị, ai sợ thì đi về, phong cách. Lần này đến Đông Nam Á, tổ chương trình đã mời một pháp sư trừ tà nổi tiếng của Hồng Kông đi cùng với tư cách là cố vấn của chương trình. Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn làm phim là Thái Lan. Tại đây, họ dự định sẽ tiếp xúc với một tổ chức từ thiện do người Hoa ở Thái Lan thành lập có tên là Bảo Đức Thiện Đường. Tổ chức này chuyên hỗ trợ cứu hộ tại hiện trường tai nạn và thu gom thi thể. Hầu hết các thành viên đều là tình nguyện viên, phải trải qua một loạt các khóa huấn luyện mới có thể chính thức làm nhiệm vụ. Tương truyền rằng vào ngày thứ bảy sau khi chết, linh hồn sẽ trở lại hiện trường vụ việc. Dân gian gọi hiện tượng này là hồi hồn, linh hồn này được gọi là hồn vía. Mục đích lần này của đoàn làm phim là tham gia đội thu gom thi thể của Thái Lan, tiếp xúc trực tiếp với thi thể ngay từ đầu, hy vọng có thể quay được hình ảnh của hồn vía. Pháp sư chia sẻ với người dẫn chương trình Tiểu Hoa rằng nếu một người đột ngột chết vì tai nạn, thì trong vòng 7 ngày đầu sau khi chết, họ chưa nhận định được là mình đã chết và vẫn còn ở trên thế giới này. Trạng thái này chính là hồn vía. Tôi thực sự đã chứng kiến một vụ tai nạn xảy ra vào khoảnh khắc trước khi người đó chết, thực sự có thể quay lại được hình ảnh linh hồn hoặc hồn vía rời khỏi cơ thể. Vào khoảng 6 giờ chiều cùng ngày, sau khi đến trụ sở của tổ chức thiện nguyện để thuận tiện cho việc ra vào hiện trường, đoàn làm phim cũng mặc đồng phục giống như các nhân viên và được phân vào đội tiên phong, tức là họ sẽ được đến trước cả cảnh sát và xe cứu thương. Chỉ có như vậy mới có thể tiếp cận hiện trường ban đầu ngay lập tức. Ngoài việc thu gom thi thể, tổ chức thiện nguyện còn đảm nhiệm công việc cứu hộ tuyến đầu. Mỗi khi có tai nạn xảy ra và người dân báo án lên đồn cảnh sát, tổ chức thiện nguyện cũng sẽ nhận được thông báo, họ sẽ cử người đến hiện trường trước để điều tra sơ bộ. Nếu nghi ngờ người chết không phải do nguyên nhân tự nhiên, họ sẽ gọi cảnh sát đến hiện trường để điều tra thêm. Ngược lại, họ sẽ đưa người bị thương đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu hoặc làm thủ tục nhận dạng. Bởi vì họ là một tổ chức thiện nguyện, nên người dân Thái Lan có thể tham gia làm tình nguyện viên bất cứ lúc nào. Những tình nguyện viên này phải được đào tạo trước khi có thể chính thức làm nhiệm vụ cùng các thành viên khác. Theo thông tin từ tổ chức thiện nguyện, mỗi năm ở Thái Lan có hàng nghìn trường hợp tử vong không rõ nguyên nhân hoặc không có người nhận dạng thi thể. Một phần số tiền người dân quyên góp cho tổ chức cũng sẽ được dùng làm chi phí mai táng cho những người chết này. Tối hôm đó, đoàn làm phim đã cùng các thành viên trải qua nhiều vụ tai nạn giao thông và hỏa hoạn bất ngờ, nhưng không quay được bất kỳ hình ảnh siêu nhiên đặc biệt nào. Cho đến nửa đêm, một vụ tử tự kinh hoàng đã xảy ra, người chết là một nam thanh niên. Anh ta đã quyết tâm tìm đến cái chết bằng cách vừa treo cổ vừa cắt cổ tay. Các thành viên cẩn thận đưa thi thể xuống, sau đó dùng vải trắng bọc lại rồi khênh ra khỏi phòng. Khi xuống cầu thang, một nhân viên của đoàn làm phim vô tình trượt chân khiến thi thể rơi xuống đất. Người dẫn chương trình Tiểu Hoa bị dồn vào góc tường khiến cô hoảng sợ vô cùng, hiện trường cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Sau khi đã đưa được thi thể đi, pháp sư đã làm lễ để trấn an cho Tiểu Hoa, nhưng cô vẫn cảm thấy bất an. Tuy nhiên, sự việc này lại mang đến tia hy vọng cho đoàn làm phim. Sư phụ cho rằng linh hồn của người chết có thể vẫn còn ở trong phòng. Vì vậy mà 4 ngày sau họ đã quay lại hiện trường, chuẩn bị làm nghi lễ để chiêu hồn. Họ sẽ để hai người phụ nữ có mệnh âm ở trong trận pháp để dẫn hồn vía ra ngoài. Tương truyền rằng nếu người chết do treo cổ, linh hồn của họ sẽ đi xuống phần ngực. Khoảng 10 tiếng sau, linh hồn sẽ hoàn toàn rời khỏi cơ thể. Còn những người tử tự vì hận thù thì oán khí của hồn ma sẽ rất nặng và có màu tím đỏ. Vì lưu luyến trần gian, họ sẽ không ngừng lang thang ở hiện trường vụ việc. Sau khi pháp sư sắp xếp trận pháp xong, người dẫn chương trình Tiểu Hoa và một nữ nhân viên khác cùng nhau quay lại căn phòng nơi người đàn ông đã treo cổ. Bên trong đã được lắp đặt sẵn thiết bị giám sát. Nếu phát hiện ra điều gì, họ sẽ được đưa ra ngoài ngay lập tức. Theo lời dặn của sư phụ, hai cô gái ngồi quay lưng vào nhau trong trận pháp, thắp một vòng nến, vừa bấm tay vừa niệm chú. Thiên linh linh, địa linh linh, bốn phương du hồn hiện bốn phương, năm phương du hồn chiêu năm phương, vong linh triệu hồn mau hiện hình. Lúc này đoàn làm phim đang canh gác bên ngoài, thông qua màn hình giám sát, phát hiện trong chiếc gương treo trên tường lóe lên vài tia sáng xanh kỳ lạ. Sư phụ lập tức yêu cầu các cô gái dừng niệm chú, sau đó dùng vải đen bịt mắt lại, bước này rất quan trọng. Bây giờ đã có chút động tĩnh, tuyệt đối không được lơ là. Sau khi bịt mắt, hai người tiếp tục niệm chú. Dần dần, những hiện tượng kỳ lạ trong phòng ngày càng rõ ràng. Các cô gái sợ hãi hét lên, không thể bình tĩnh làm theo chỉ dẫn của pháp sư. Bất đắc dĩ, pháp sư chỉ có thể bảo họ tháo vải đen và từ từ bước ra ngoài. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, lúc này cửa không thể mở ra từ bên trong. Đoàn làm phim cũng nhận thấy vấn đề nghiêm trọng, lập tức lên lầu giúp đỡ. Cuối cùng, phải mất vài người đàn ông hợp sức mới mở được cửa ra. Nữ nhân viên người Thái Lan kia vô cùng hoảng sợ, nghi lễ chiêu hồn buộc phải hủy bỏ. Tuy lần này không quay được hồn vía nhưng ít nhất cũng nhận định được sự tồn tại của nó. Mỗi năm, chương trình đều nhận được hàng vạn email, trong đó có rất nhiều câu chuyện ma quái kỳ lạ, cũng không thiếu những trường hợp cầu cứu cá biệt.
Lần này, họ nhận được thư của một người Thái Lan tên Apat. Anh ta nói rằng mẹ mình bị yểm bùa, hy vọng pháp sư giúp đỡ giải bùa chú cho mẹ của anh ấy. Nhưng vì địa chỉ liên lạc mà anh ta cung cấp là một vùng hẻo lánh ít người qua lại, nên đoàn làm phim đã không tìm được đúng địa chỉ. Tình cờ, họ đến nhà một thầy phù thủy chuyên yểm bùa ở đó. Mọi người đều cho rằng đây cũng là một đề tài rất mới mẻ. Sau khi trao đổi ngắn gọn, thầy phù thủy đồng ý trình diễn một số thủ thuật đặc biệt của mình. Ông ta lấy ra một con búp bê ma được bọc trong vải đen từ trên bàn thờ. Đây là nguồn gốc sức mạnh bí ẩn của ông ta. Thông thường vào thời điểm này, ông ta cần phải cho búp bê ma ăn, vừa hay có thể để đoàn làm phim quay lại. Nhưng không ai ngờ quá trình này lại đẫm máu và kinh tởm đến vậy. Thầy phù thủy dùng răng cắn chết con cá chê, xé từng miếng thịt cá ra rồi đặt lên người búp bê ma. Theo lời pháp sư trong đoàn, các thầy phù thủy thường dùng trái cây hoặc hương thơm để cho búp bê ma ăn. Dần dần búp bê ma sẽ lớn lên. Nếu thầy phù thủy độc ác dùng máu gia súc để cho búp bê ăn, thì bùa chú sẽ càng độc ác hơn. Người thầy phù thủy trước mắt chính là loại người này. Sau khi cho búp bê ma ăn cá chê xong, ông ta lại tìm một con gà sống, cắn đứt cổ nó ngay trước mặt mọi người, dùng tay xé toạc ngực gà, moi nội tạng ra. Đây là thức ăn ngon nhất cho búp bê ma. Quá trình này khiến người ta vô cùng kinh tởm, đoàn làm phim đã không dám tiếp tục quay mà bỏ đi. Sáng hôm sau, tổ chương trình lại tiếp tục lên đường tìm nhà nạn nhân bị yểm bùa. Trên đường đi, pháp sư chia sẻ rằng cổ trùng là một loại tà thuật của Trung Quốc, phổ biến nhất ở vùng Miêu Giang Vân Nam. Người bị yểm phải tuân theo lời của người yểm bùa, phải uống thuốc đặc biệt theo định kỳ mới có thể giữ được mạng sống. Và chỉ có người yểm bùa mới có cách giải. Ngày hôm sau, đoàn làm phim tìm thấy nhà của Apat. Tình cờ đúng lúc thầy phù thủy đang làm phép giải bùa cho mẹ anh ta. Từ cơ thể người bệnh chui ra rất nhiều con trùng. Và thầy phù thủy phải ăn những con côn trùng đó vào bụng của mình. Trong cuộc phỏng vấn sau đó, người dẫn chương trình cũng hỏi thầy phù thủy về chuyện kỳ lạ này, tại sao lại phải ăn những con côn trùng kinh tởm đó. Thầy phù thủy nói rằng làm phép chính là phải ăn côn trùng, rồi dùng pháp lực của mình để hóa giải chúng, như vậy mới có thể cứu sống người bị yểm bùa. Tuy nhiên, loại phép thuật này phải làm ít nhất 2 đến 3 lần mới có thể giải hoàn toàn. Đồng thời, đoàn làm phim cũng biết được rằng có một loại bùa chú độc ác gọi là kim tằm cổ. Nó có pháp lực cực mạnh, không chết đuối trong nước, không cháy trong lửa. Sau khi xâm nhập vào cơ thể người, nó sẽ ăn hết nội tạng của người đó. Cơ hội để giải bùa gần như bằng không. Sau đó, đoàn làm phim lại tìm thấy một thầy phù thủy khác. Ngôi nhà của ông ta nằm trong khu đất rất kín đáo và hẻo lánh. Vừa gặp người lạ đã tỏ vẻ rất đề phòng và đuổi họ đi. Sau một hồi thuyết phục thì cuối cùng họ cũng được vào nhà. Phù thủy này dùng máu làm phép để chuyển vận và tăng vận may. Nghe nói có rất nhiều nghệ sĩ địa phương hoặc đại gia Hồng Kông đến tìm ông ta. Pháp thuật của ông ta tại hiện trường rất tà ác, ngay cả pháp sư trong đoàn cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Thầy phù thủy sẽ dùng rết, lươn đồng, đuôi bọ cạp để tạo ra nọc độc. Sau đó tiêm nọc độc này vào cơ thể ếch. Rồi cầm con ếch đã chết bôi lên đầu khách hàng. Sau khi niệm chú xong, ông ta sẽ chặt đứt con ếch độc, trộn máu bên trong với chất độc vừa rồi. Theo thầy phù thủy thì đây là thứ tốt nhất. Ông ta sẽ ngậm trong miệng rồi phun lên người khách hàng. Đó là toàn bộ quá trình tăng vận may và chuyển vận rủi. Vài ngày sau, pháp sư trong đoàn phải quay về nước có việc gấp. Chỉ có thể để đồ đệ của ông tên là A Hứa ở lại hỗ trợ quay phim. Người Thái Lan không sợ chết, họ cho rằng chết chỉ là đến một thế giới khác. Họ cũng không hề kiêng kỵ gì đối với quan tài. Đoàn làm phim đã đi theo một nhóm thám hiểm lăng mộ của Thái Lan, từ phía Bắc Bangkok đến tỉnh Kalasin để thăm một nhà xác ma ám có lịch sử hàng trăm năm. Ở đây có rất nhiều thi thể không có người nhận dạng, hầu hết là không có người thân, không ai chôn cất. Khi chất đống quá nhiều, sẽ có nhà sư chuyên phụ trách để hỏa táng. Tương truyền rằng nếu người chết chưa đủ 49 ngày, trong cơ thể họ sẽ còn một luồng dương khí, nó có thể triệu hồi hồn ma từ địa ngục trở về dương gian. Đặc biệt là phụ nữ trẻ tuổi có mệnh âm, vì âm khí của họ nặng hơn. Vì vậy, đoàn làm phim dự định ngoài người dẫn chương trình Tiểu Hoa, sẽ tìm thêm một phụ nữ nữa để thực hiện nghi lễ chiêu hồn. Mặc dù đồ đệ A Hứa kịch liệt phản đối, nhưng để kiểm chứng truyền thuyết, đoàn làm phim vẫn quyết định thử. Theo lời A Hứa, nếu thực sự có thể triệu hồi hồn ma của người chết từ địa ngục, thì linh hồn đó rất có thể sẽ ở lại dương gian hoặc sẽ đi theo người đã triệu hồi nó. Để đảm bảo an toàn, A Hứa đã đặt trận pháp bát quái trong nhà xác ma ám để đề phòng linh hồn đi theo Tiểu Hoa sau khi làm phép. Đêm khuya, mọi thứ đã sẵn sàng. Hai cô gái làm nghi lễ chiêu hồn dùng dụng cụ để nhổ đinh, sau đó mở nắp quan tài. Theo thông tin về người chết đã được chuẩn bị trước, họ vừa đọc vừa dùng tay sờ soạng thi thể bên trong. Sau đó, họ lại cởi bỏ quần áo của thi thể để thi thể hoàn toàn trần trụi, như vậy mới thuận tiện cho việc hấp thụ dương khí. Đúng lúc này, pháp sư trong đoàn sau khi nhận được tin thì đã vội vàng tìm đến, chất vấn đoàn làm phim tại sao lại làm chuyện nguy hiểm như vậy. Nhưng vừa dứt lời, hai cô gái làm nghi lễ chiêu hồn đã gặp chuyện. Tiểu Hoa đang truyền dương khí cho thi thể thì đột nhiên bị kéo vào trong quan tài. Cô gái còn lại thì phát điên bỏ chạy tán loạn, mọi người thấy vậy liền vội vàng đến cứu. Tiểu Hoa được pháp sư cứu ra khỏi quan tài, nhưng tình trạng của cô rất tệ. Cô gái bỏ chạy cũng được tìm thấy gần đó, nhưng đã ngất xỉu vì quá hoảng sợ.
pháp sư đã làm một số nghi thức để trấn an cho cô ấy. Ông rất bất mãn với quyết định của đoàn làm phim. Nghi lễ chiêu hồn này không thể thực hiện tùy tiện, có rất nhiều điều cấm kỵ xung khắc, rất dễ xảy ra chết người. Cuối cùng, sau khi đặt quan tài trở lại vị trí cũ, pháp sư đã làm một nghi lễ, hy vọng người chết có thể rộng lượng, đừng chấp nhặt việc đoàn làm phim quấy rầy. Trên đường trở về, người dẫn chương trình Tiểu Hoa luôn cảm thấy không ổn. Không biết là do quá hoảng sợ hay do bị âm hồn quấy phá, cô luôn cảm thấy buồn nôn, trong bụng có thứ gì đó khó chịu. Bất lực, mọi người chỉ có thể đưa cô đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nghi ngờ cô bị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn. Pháp sư nói rằng nghi lễ chiêu hồn này rất nguy hiểm, chỉ cần hít phải khí ẩm là sẽ gặp họa lớn. Theo giải thích khoa học, một chiếc quan tài đã được niêm phong từ lâu, bên trong sẽ chứa đầy các loại vi khuẩn, rất dễ khiến người thực hiện nghi lễ bị nhiễm trùng. Ở Thái Lan, có rất nhiều nghệ sĩ, doanh nhân, gái mại dâm vì lý do công việc sẽ tìm đến những thầy phù thủy có pháp lực cao cường để cầu may mắn trong công việc, tình duyên và các mối quan hệ. Theo thông tin từ khán giả, có một thầy phù thủy rất linh nghiệm ở Bangkok, tự xưng có thể mời thần cự linh đến nhập vào mình để làm phép, giúp người cầu nguyện tăng cường vận may. Để nhanh chóng hoàn thành công việc, đoàn làm phim đã để Tiểu Hoa ở lại bệnh viện nghỉ ngơi, còn họ thì đến nhà thầy phù thủy để tìm hiểu. Đến nơi rồi mới biết, thầy phù thủy làm phép hợp hồn cho những người cầu nguyện chính là để thần cự linh nhập vào cơ thể của một người lưỡng tính, rồi để người đó giao hợp với khách hàng khác giới. Nghe nói trước đây đã có nhiều ngôi sao đến Thái Lan để cầu may mắn bằng cách này. Vài ngày sau, đoàn làm phim nhận được thông tin từ người hâm mộ Malaysia, nói rằng có rất nhiều địa điểm ma ám có thể quay phim ở Ipoh, Malaysia. Sau khi bàn bạc, họ quyết định rời Thái Lan, đến Ipoh để tiếp tục tìm kiếm hồn vía như mục đích ban đầu. Ở đó có một ngôi làng gần như bị bỏ hoang, tên là Kampung Gajah. Tương truyền rằng hơn 100 năm trước, ngôi làng này từng rất phồn vinh và giàu có. Vì một lần mê tín dị đoan, họ đã đào tất cả hài cốt của tổ tiên lên phơi nắng, khiến phong thủy bị đảo lộn. Cả làng liên tiếp xảy ra nhiều tai nạn kỳ lạ. Sau đó thường xuyên có tin đồn ma ám trong làng. Tổ chương trình đã được sự giúp đỡ của phóng viên Malaysia, mời một cô gái có đôi mắt âm dương bẩm sinh để tham gia cùng họ vào hành trình thám hiểm. Sau khi bước vào Kampung Gajah, cô gái tên là Jia đã chọn một ngôi nhà hoang. Cô ấy cảm thấy bên trong có linh hồn tồn tại, chắc chắn đã từng có người chết ở đó. Nghe vậy, các thành viên của đoàn làm phim lập tức vào nhà hoang để kiểm tra. Kết quả là rất nhiều cửa ra vào và khung cửa sổ đột nhiên bị đổ sập. Jia nói rằng linh hồn đã nổi giận. Sau khi bàn bạc, mọi người quyết định dùng đĩa cầu cơ để gọi hồn. Đây cũng là điều bất đắc dĩ phải làm vì mục đích quay phim. Không lâu sau, đĩa cầu cơ đã có phản ứng, bắt đầu chủ động trả lời những câu hỏi mà họ đặt ra. Tiểu Hoa nói lên mục đích của đoàn làm phim, hy vọng hồn vía và linh hồn có thể hiện hình để mọi người cùng xem. Đĩa cầu cơ từ từ di chuyển đến chữ có. Ngay sau đó, một âm thanh kỳ lạ vang lên từ căn phòng bên cạnh. Mấy người chơi đĩa cầu cơ sợ hãi buông tay ra. Cô gái Jia có âm dương nhãn thậm chí còn ngất xỉu ngay tại chỗ. Các thành viên của đoàn làm phim vừa chạy đến thì chiếc bàn đặt dây điện và dụng cụ đã đổ sập, hiện trường trở nên cực kỳ hỗn loạn. Khi Jia tỉnh lại thì đột nhiên bị ma nhập, lớn tiếng hỏi họ muốn làm gì, tại sao lại gọi cô ấy ra. Mọi người vội vàng giữ chặt cô ấy để pháp sư và thầy cúng địa phương trừ tà. May mà ma nhập chưa lâu, không gây ra ảnh hưởng quá lớn. Bộ phim tài liệu kết thúc tại đây. Liệu trên đời này thật sự có ma hay không? Có lẽ pháp sư trong tổ chương trình là người có quyền lên tiếng nhất. Trong những năm qua, ông đã trừ tà bắt ma cho vô số người. Thông thường, linh hồn sẽ không hiện hình tùy tiện. Rất nhiều lúc, hồn ma mà con người nhìn thấy là do tâm ma của chính họ. Nói cách khác, chính lòng người khiến họ nhìn thấy ma. Mọi người đừng hỏi trưởng thôn phim tài liệu này là diễn hay là sự kiện có thật. Mỗi người đều có quan điểm riêng của mình. Nếu bảo trưởng thôn nói thì trưởng thôn cho là thật,